Chào mừng quý bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay tôi đang tiến hành bàn giao máy phát điện chạy dầu cho khách. Thì đây là cái con máy phát điện chạy dầu đầu năm, đầu mùa hè, đầu năm mới. Và hôm nay là 24 tháng 3, đấy, đầu mùa nóng. Thì đây là con máy chạy dầu KDE6500TN của Kama, máy 5kg chạy dầu. Thì máy này thì quý bạn theo dõi nhiều thì trước đây chúng tôi đã lắp đặt rất là nhiều cho khách hàng rồi, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, đấy, Hà Nội cho đến là Hải Phòng, Hải Dương, đấy, mấy tỉnh ở phía Bắc, hoặc là ví dụ về bên trong có Thanh Hóa các thứ thì chúng tôi sẽ gửi xe hoặc gửi bưu điện. Còn hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy cho khách ở Ba Vì, Hà Nội. Đây là máy Kama, này tôi sẽ quay qua một tủ cho quý bạn xem. Đây là cái bảng tốc độ của nó này. Có cái chỗ này có một khóa này, bật tắt ở đây, đèn báo dầu. Đấy, đây là đồng hồ hiển thị bằng LCD. Đấy thì với các dòng máy chạy dầu Trung Quốc trên thị trường thì nó là đang đồng hồ cơ thôi, còn với Kama thì nó đã có đồng hồ điện tử bằng LCD ở đây. Của Sunday ở đây. Đấy. Chỗ này là có rắc cắm ATS này. Đây cái này cũng rất cần thiết này. Thì trường hợp chúng ta cần lắp thêm cái bộ tự động bật tắt máy lúc mất điện ấy thì chúng ta sẽ sử dụng được cái này. Đấy. Còn đây là tải của máy. Ở chỗ này là có hai đầu ra 220V ở đây. Đây cái giắc cắm này cũng rất cải tiến này. Mình chỉ cần đút dây vào đây và siết chặt con ốc này là được. Đấy, còn ở đây là có một giắc cắm hai chân nữa, thay thế cho cái giắc cắm ba chân ngày xưa. Đấy, thì cái giắc cắm ba chân ngày xưa thì nhược điểm là thời gian sử dụng nó hay bị lỏng lẻo. Bây giờ cái dùng chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ bền hơn. Đấy, an toàn hơn. Còn ở đây là có hai đầu ra 12V. Đấy. Để sạc bình, hoặc là đây là có tiếp đất ở đây. Chúng tôi đang tiến hành đổ dầu cho máy này, đổ nhớt cho máy. Thì đây là bình ắc quy, đây ắc quy ở đây, máy có đề, máy sử dụng đề. Máy đi có hệ thống tự điều chỉnh điện áp AVR là hệ thống tự động ga. Thì lúc mất điện, lúc chúng ta sử dụng thì nó sẽ tự động cân bằng cái lượng điện chúng ta sử dụng để sử dụng lượng ga thích hợp đáp ứng nhu cầu. Đấy. Máy Kama có dập nổi chữ Kama này. Đấy, đây chữ này là Kama cũng dập nổi. Bình điện nhớt của máy thì chúng ta sử dụng 1,5 lít nhớt. Đấy. Máy thì có cách âm, cách ồn này. Eclin Kama KDE-TN 2007 01402. Đấy, đây là cái số series của máy. Đây chúng ta có thể nhìn đây này. Đây. 6500TN này, G2007-01402 đây. Chúng ta có thể kiểm tra này. Đấy, nó sẽ trùng với số series ở đây. Máy này sản xuất ngày 15 tháng 7 năm 2020. Đấy, và lô thứ 3. Đấy, theo đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như thông số của máy. Đấy, máy rất chắc chắn là sơn đen. Đây là sơn đen, sơn này sơn nhám, sơn tĩnh điện, sơn nhám đây. Đấy. Rất là chắc chắn. Đây là bình dầu của máy. Bình dầu của máy thì có thể tích là 12 lít. Đây. Có phao báo dầu ở đây. Đấy, sử dụng dầu. Mặt sau của máy. Đây, cái thông số của máy đây. Đó, đầu ra 5kg. Đấy, điện áp 220V. Vòng tua của máy là 3000 vòng trên 1 phút, sử dụng điện 1 pha. Đấy. Cân nặng là 165 kg. Đấy. Chỗ này là cái ống xả. Chỗ này là cái ống xả của máy. Đấy. Đây, lắp máy. Lắp máy này, lắp máy. Máy sử dụng động cơ 186F này. Đấy, động cơ 186 này, động cơ dầu. Đổ đầy dầu cho anh chưa? Rồi đủ nhớt rồi đấy. Rồi. Sau đây đổ dầu. Đầu tiên là báo nhớt nào, bơm chỗ báo nhớt rồi. Báo nhớt đây, nó có đèn báo nhớt đây. Đủ chưa? Đủ rồi, không cái này nó lúc nào nó khô thì nó mới báo. Ừ vâng, hoặc là đặc quá nó sẽ báo. Đổ cho anh đầy rồi nhá, cùng luôn. Đây, nó đầy quá nó cũng không tốt đâu, nó phải có đồ hở luôn.
Đây rồi cho anh một cái loại này hết dầu nó cứ tịt cho cái loại này. Đấy. Cô có cái rẻ không? Trời ơi, à đây 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 đây. Đây. Có khi nãy là có khi ống luôn. Có phiếu đâu. Đâu dốc không nghiêng qua bướm này. Đây quá. Cái này nó lổ thế nào đấy? Nếu mà để thế nào nó lổ đấy? Đây lúc mình cứ để gạt cái cần này sang đây này. Đấy để cắm chìa khóa vào đây bật lên là được. À còn nếu mà để này là cắm nó không được à? Ừ đúng rồi, còn đấy cái gạt này là nó tắt này. À. Đấy, còn lúc nào mình cũng để thế này. Rồi đóng. Từ từ rồi mà tắt chìa khóa cái này lại về thế này. Không, nó cứ nằm thế, nó cứ nằm thế. Cứ nằm thế. Vâng. Nếu mà nó thế này là không nổ à? Đúng rồi, thế là không để lên nó không nổ đâu. Nó cứ thế thôi. Thế đấy à? Vâng, còn nhớt máy đây, nhớt thì đổ vào đây, còn xả đây, còn ốc ở đây này. Lúc xả nào đây thì nó chảy ra đâu, nó chỉ có lỗ không, chảy nó có lỗ đây này, nó chảy dưới này, nó chảy ra dưới đây. Làm gì có lỗ, lỗ ở đây á? À? Vâng. Có lỗ đâu không? Chứ nó chảy tung tóe ở đây, nó ốm à? Không, nó chảy ra bên dưới này thôi. Ủa, nên làm cái thiết kế này không có cái lỗ thế này nó lại chảy đi. Chảy tung tóe là? Đổ hết dòng chưa? Chưa, đổ vào. Vâng, để từng tha hồ chạy. Rồi, anh đổ cái này vào. Cho em một đi, kể đi. Nó tiến hành xả, xả e, xả dầu. Cái này là cái gì đấy? Dạ. Hả? Dắt điện lên. Đấy, cắm điện rồi. Đây có phải tiếp điện không? Có chứ. Cái này không cần, cái này không cần tiếp đất. Đây nó vẫn thiết kế cái tiếp đất đây này. Ừ, nhưng mà thường thường không cần nữa. Cái này bọn mình hay học lắm. Nếu mà mua từ đầu mùa kia thì nó đúng. Cái này bao nhiêu? Alo à, 19.500. Một cái trên thì còn rẻ hơn mà nó dễ. Sao lại không có điện đề như nào? Không bình thường chẳng hạn như mình nơi chẳng hạn một năm mới mất. Thank you.
được, mình cứ tiếp dầu cho nó là được ạ. Mình cứ đổ dầu đầy đủ cho nó là được. Một giờ nó hết 0,8 đến 1,2 dầu thôi, tùy theo công suất mình dùng. 1 tiếng. Ờ, 1 tiếng 0,8 đến 1,2. Đây.